lại là nuôi ẻm nữa. Xin kính chào quý các bác, anh chị và các bạn đã đến với channel Gà Con Siêu Vậy. Tăng 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 tăng. Nãy giờ các bạn có thấy cái gì không? Cái con gì mà đang thui thù lùi chút chút béo vậy trời? Biết ông anh mình ông lụm mấy con này đâu có một con một. Đang thui thù lùi chút béo. Biết con gì đây? Hay là chưa thấy cái mặt phải không các bạn? Sao có mấy cọng lông nó đỏ này? Tèn 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 tèn, lại là một em cua vàng con. Em cua vàng con các bạn ơi. Vậy là mình tiếp tục làm vú nuôi nữa rồi. Biết ông lợn ông lợn ông lụm ở đâu nữa, mới ra gặp ổng ổng đưa cho cái này, trời ơi bị nó ị trên tay luôn. Ui dùi, chút béo chút bơ, không biết ông bắt hay ông đâu lắm. Hôm nay ông nói mình vừa ăn mới cho này nè, cái mình giơ tay ra ông giục cái trên tay mình chút xíu. Này ông bắt hay ông lụm đâu không biết, ông lụm con một chứ. Thường thường mình bắt, thường thường bắt cái ổ nó gặp hai con lắm. Tiếp tục lại là vú nuôi nữa rồi, có chút béo chút bơ à. Cua vàng nữa, ở chỗ mình thì cua vàng nhiều lắm. Cua đất thì lâu lâu mới gặp thôi chứ cua vằn thì nó vòng vòng đây nó đóng ổ nhiều. Lại là nuôi ẻm nữa, chút béo chút bơ. Thôi để bỏ ẻm trong cái tổ, đây bỏ vô đây đi, đây này đi mà cho ăn. Còn nhỏ này mình cho ăn cắm trứng và cắm gà con rồi nha các bạn. Bóp thấm nước cho nó mềm mềm rồi dẻo dẻo rồi buồn bóp nhỏ nhỏ mình nhét cái họng đó. Hết hồn, hết hồn. Hết hồn mấy con. À, cái này mình đút nó, mình nhé nhé, mình đút nuôi là nó vài bữa là nó một lông điệu chứ rồi. Lại là một con lẻ loi nữa, bữa hổm cứu một con, bữa nay gặp một con nữa. Cái con bữa hổm mình cứu giờ nó bự. Không tiêu rồi, nó đâu không tiêu rồi. Đó, 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 nó đây. Nó đó. Giờ nó mới lớn rồi đó. Tại sao cái tụi này tập trung xuống đây dữ vậy?
thấy mình là vô nó bu lại gì đó. Chán, cho ăn rồi không lẽ anh đòi ăn nữa. Để đi. Chút cho ăn tiếp. Tiếp tục làm bà mẹ nuôi bắt đắc dĩ. Đó cu vàng con đi lon ton vô đó các bạn. Bây giờ nó được cái lớn rồi đó. Cắn người ta. Cái này hung dữ quá. Cho người ta ăn với cắn cắn cô Giang vô đây con. Cô Giang thấy mấy con này bự quá, thấy mấy con này đông quá nó không dám vô. Thành phần nhỏ bé bột bèo ta đánh đang bàn lên nghiệp không nó đang nè mày. Đây bầy bạch kê nó nở hết rồi các bạn ơi, bốn trứng còn lại nó nở luôn, đủ chục con, vừa đủ một chục. Gà này là gà ác á, thường gọi là miền Tây mình gọi thường gà ác, gà ghi rồi các bạn, tại mình nó màu trắng rồi nó gà mình kêu là bạch kê chơi gì á. Mình kêu thôi chứ nó là gà ác, gà ghi.
đó, hai con nó bu lại nó cắn, cắn móng chừng, cắn dép. Ây da, đau 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 nha. Ê, trời ơi, gì vậy? Nó cái con sáu nó thà con gắt, nó thà lại làm ổn. Nó làm ổ ngủ hay gì chứ đẻ gì. Hai con nói với con trưởng. Trời ơi, con quỷ này cắn rồi không biết đau không mày. Tao đập hai đứa mày à. Khoái ăn cái chân tao lắm hả mày, đi ra. Nhầm, nhầm, nhầm. Nhầm không. Xin chào. Bữa mình không có quay thì nó kêu gì nhảm nhảm không, mình không có nói rõ. Nó bắt trước con sáu nó nói cái gì. Mấy bầy con này nó thấy mình đi đâu đi lại đó, đặng mình bắt dế vậy đó. Ăn dở dế vậy đó, bắt vô đó, thì nó ăn dế, nó phá. Đi thì không có dế nào cái gì. Chết quất rồi. Có hai bà mẹ luôn, nguyên bầy gà có hai bà mẹ luôn. Nè, bắt dế đi, bắt dế đi, bắt dế. Bắt dế, bắt dế, bắt dế, bắt dế, bắt dế. Đè lại chết nè.
Hôm kia nghỉ đi chơi lễ 3 ngày rồi đem theo luôn các bạn ơi. Để nhà đâu có ai nuôi ở đâu mà đi đi vẫn phải xách nó theo. Nó được bay lớn rồi đó. Bởi vậy nuôi thấy vui vui với cùng khi cũng cực lắm đó nha các bạn. Đi chơi thi đâu gì cũng phải mang theo chứ để nó nhà nó chết đói sao. Cho vô bọc vô con, vô đi vô đi đi mà chui ra được, hãy dám chút nữa ra ngoài luôn rồi. Hồi nãy nó chui ra ngoài được mà đeo đây nó đậu cũng đi suốt cũng khoảng 20 cây luôn mà mình không hay. Thôi rồi tiêu rồi, vậy mình nó đeo ở đây nè, đeo đậu dính đây nè, nó không gớt. Mình dừng lại mình dừng lại mình mới phát hiện. Mình dừng lại mình đi công chuyện á, cái mình mới phát hiện. Rồi bắt đầu đi về. Rồi về tới nhà các bạn ơi. Tối luôn rồi. Cho em ạ, cho em ăn cái gì đi, cho em mới ngủ. Đi cưng em lắm. Mới nghỉ 3 ngày lễ xong mà vô em mới bay lớn rồi đó các bạn thấy không? Đậu được luôn rồi đó, bữa ổng một chút xíu. Bắt đầu đậu bay bay dữ rồi đó. Thấy đồ ăn dữ lắm. Trời mấy chục cây mà nó ra khỏi cái bọc đó mà nó đậu nó được. Nó không gớt. Số em này cũng may mắn là nó gớt mình cũng đâu hay đâu. Trời ơi. Đậu lại đi công chuyện yên tư mới phát hiện. Thì em đậu trên cái chiếc xe mấy chục cây không nha con, không cái nè nó không nha, bập 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 uống nước nè, uống nước nè đó. Giản vậy thôi mà. Nhiều người nuôi kinh nghiệm bơm ống tim, bơm chuẩn, bơm cái một đầy vào diều. Mình nuôi gì đó. Với các bạn vô comment cũng có nhiều bạn vô comment cũng nói cũng chửi lắm. Nói không biết nuôi rồi. Nói không biết nuôi rồi nói chửi nhiều cái lắm, nhưng mà mình nuôi vậy nó giờ nuôi kiểu mình nuôi đó là vậy đó, nhưng mà nó sống đều á, không chưa bị thất bại con nào hết các bạn ơi.
Bà cũng theo dõi kênh cũng thấy đó, con nào nó vẫn phát triển bình thường khỏe mạnh. Nó há họng rồi nó nuốt vô thôi. Ngày đầu thì nó không quen thì mình còn nhét đúng. Bây giờ nó quen là bạn ăn lại, các bạn dò ăn cục đi nè. Giữa miệng nó hơn miệng nó xíu rồi nè, bắt đầu nó hạ nó tại hạ ra thấy không, nó nước vô thì nó tự động nó nước vô, nó mình đâu có nhét, mình đâu có nhét đâu, dụ nhét nó làm gì nữa, cho nó uống nước, nhớ ăn thức ăn cho uống nước thì nhiều nha các bạn ơi, nhiều nên dễ tiêu quá hả. Thường các bạn bắt bắt ổ các bạn thấy không, mẹ nó bơm một bộ diều một bọc vậy, mà trong đó thì lỏng le lét à, vì cho dễ tiêu quá do lan cột kia nè, ăn nè, hạ họng ra nè con đó, hạ họng ra, hạ họng ra nuốt vô thôi. Ngày mình dòm thấy còn nhiều, cảm thấy đầy no, mình nghĩ ngưng nuốt vô con, no chưa, chưa đâu, để cho xuống xíu đi, rồi mưa luôn rồi các bạn ơi. Đây nè, thấy đút cho mấy em bé, mấy em này nó cũng bu lại nè. Này là em lưng gù, trời mưa nhén đây cúp điện ta, mà đi đút cho em ăn no no cho em đi ngủ. Còn bụng cũng nhiều rồi, miếng này đi ngủ đó, tự động nuốt vô thôi các bạn ơi. Đó mẹ uống miếng nước đi con, nhiều dễ chưa quá. Nó no rồi. Thôi mình kết thúc video ở đây nha các bạn ơi. Để vài bữa mình nó bự mình quay tiếp cho các bạn xem. Bye bye. Hẹn tất cả mọi người, gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người có gia đình luôn hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào, để cùng nhau phát triển hướng tới tương lai. Bye bye.